Tất cả các bạn, lại là mình đây, là Camera Space đây. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Minecraft Stone Lab 2 nhé. Thì như các bạn đã biết thì trong tập trước mình đã tạo cái kho chứa đồ của Mob Farm. Đây, cái kho chứa của mình chứa được rất nhiều. Và còn mấy cái mình chưa có thêm vào hai cái này. Thôi để làm sao đi. Hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với AI nhé. Thì trong thời gian giữa hai tập thì mình đã làm được như đây, làm sẵn trước để mình ăn cái thì mình đã đập bỏ hai cái bên đây vì mình thấy nó không có rồi. Bây giờ mình sẽ làm sẽ đào nhé. Mới đào bằng tay mà là đào bằng máy. Mình đã làm sẵn cái xếp khẩu quarry đây, cất này vô, cất này vô. Thì mình cần có điện phải không? Thì mình sẽ chắc là mình sẽ lấy điện ở bên đây đi, mượn đỡ đi. Mượn đỡ bên dưới đây, mượn đỡ đi. Xong rồi mình sẽ qua bệnh này. Và đào xuống dưới. Điểm điểm chính giữa là ở bên đây đúng không? Đây chính giữa này. Nếu mà mình đập ở dưới này, nghĩa là chờ hai ô trên đây, xong đập xuống hai ô bên đây, bên đây như vậy. Đây là 3 x 3 cái này là ổn nè. Mình cần đào xuống 1, 2, 3. Khoan, trước khi mình làm thì mình lắp elevator ở đây nó không ổn. Để lắp elevator đây, cái này mình cũng đặt luôn đi. Đủ rồi, không cần lắp. Stack sugar để đỡ thôi. Có gì trong thời gian giữa hai tập thì mình sẽ dọn lại sau. Bon meal các bạn nhé. Thì cái đường dây này chắc mình đập đi. Đỡ không cần. Để mình lấy cái này đập ở bên này. Không mở được mấy cái đường dây này đập đi. Cái này nó xấu quá ta, thôi nên chắc là che lại đi. Đó, che lại gì rồi không? Giờ thì mình sẽ để đặt cái builder. Cái gì rồi đây, năng lượng
sẽ tham quan quá trình này khi mình làm đúng. Room or no usable toilet on top or below. On top or below. On top or below. Below. No, below. Below. On top. Yeah, that one goes away. Đào hết nhưng mà chỉ này đất mộ nha, để coi siêu quarry fortune quarry clearing quarry đây sếp cần còn phải có glass nữa. Đây để mình lên làm cái rồi giờ sao lên đây nó muốn đập này đâu. Cháu bình an mà thích kính phong kính thì mình thấy ở không được đâu rồi cái à không có này. Kia là xài rồi. Mà giờ để mình coi đầu nào tới đầu nào coi tạm này bao nhiêu đây còn tao mới học không mà để mình coi. Đào những đào từ trên đây xuống dưới bên đây đúng không? Mình sẽ chuyển sức này qua bên đây. Từ đây 1, 2, 3, 4, 5 dưới đây lên trên bên đây. Ok là hãy xem magic. Câu 7 đó. Giờ chúng ta đã có một cái phòng 5x5.
Thank you.
Ở đây mình coi có mà. Inva record silver chắc cũng có inva nhưng mà có silicon. Ok dạ xong. Hello. Cái mic của mình đây. Các bạn chờ mình chút. Ok. Để mình chỉnh lại tiếng. Rồi. Ok thì sau một lúc mình đã like được mấy con gà Nickel 16 con. Để nó bên đây là đây đã có gà Nickel. Giờ mình sẽ đi qua bên kia, sẽ qua bên đây cho nó vào symbol Alloy Smelter, cho nó làm thành inva để mình dục bớt mấy con gà đó. Cần 9 cục đủ rồi, không cần nhiều, 9 cục. Inva thì mình sẽ làm được tấm press này. Cái này với cái gì? Certificate card. Mình khoảng cần khoảng 5 press. Mình không cần. Và cái code cũng khác, nó kêu mình làm mấy loại ra. 1, 2, 3, 4. Này hiểu symbol sắc như wow, Nether Star Crux. Như cái Nether Star Crux này thì mình trồng được Nether Star này. Ui ngon vậy. Vậy chắc tập sau mình sẽ làm thành hay là gì quà về sát không có gì. Ờ, mình cần gì ta, cái này có logic ở lộn silicon. Silicon thì mình nhét nó ở trong đây không, đúng rồi. Induction smelter striver silicon đây. Để làm được cái ME controller thì còn có cái vintage silicon. Để lại đi. Để đây. Đã tự chạy. Ủa. À, hết năng lượng rồi. Lấy năng lượng qua bển. Nó có năng lượng đây từ silicon. Xong rồi mình cần cái này engineering press. Engineering press này thì mình cần có
Kim cương này. Induction method. Trời mấy em làm thế này. Inscriber. Có nhiều cái làm hết đi. Cái này vàng phải không? Vàng vàng. Vàng đâu rồi. Đây. Cái lại cái sơ thức khó phải không? Nó có cái gì mà sơ thức khó không? Này vô, này vô. Cái này xuống và cái này với lại cái status code này vô và xong. Đó. Đủ. Đây. In the chest, in the tank. Foxy. Lexicon. Wow. Thể upgrade một cái này lên reinforce. Mà để mình suy nghĩ ra nên upgrade cái nào. Cái nào mình cần sẽ upgrade. Xuống dưới. Giờ mình cần cái này phải không? Cái này vô đây và cái engineering press. Cái này có được không? Sau đó cái này và cái này. Và cái gì giữa? Redstone. 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 Gì trong đây? Đúng rồi. Ta sẽ xuống đây để đây và cái này nó có tác dụng. Rồi mình sẽ làm cái MV controller. Đây. Mấy cái này với cái này xuống và controller. Boom. MV controller. Shifter thì chắc là ở dưới đây. Energy shifter thì mình nên để dưới đây. Đá lại. Đó. Xong rồi mình cần cái mi dry. Giờ dry như mình có không? Giờ dry đây. Đó, để trên đây. Xong rồi làm gì nữa ta? Mi controller. Thì mình phọt tiếp này. Automatic Capping Terminal. Terminal này. Không cần cái interface. Ủa cái gì để mình bật lên ta. Để mình coi được Enemy Capping Terminal. Ủa Capping Terminal. Cái này. Cái bản này phải không? Bản này cần cái này calculation press. Wow, cái này căng nè. Logic processor. Logic processor. Một cái logic processor. Hai cái. Ba cái. Và mình phải có thêm hai cái fluid dust. Ấy. Thôi để đây. Hai cái logic processor. Logic processor. Thì
chức sơ cấp. Ủa phải không ta? Logic vô chức sơ đúng không? Còn cái này thì mình sẽ logic đây. Để coi. Đúng không? Mình thiếu gì dưới không này? Mình từ silicon vải. Calculation test silicon press đây. Đây nó đã ép xong. Còn cái này giờ chở này nữa. Thêm cái này nữa. Đó. Đây. Còn mấy cái rồi? Cái này 3 cái rồi phải không? Logic press. Cái này xong rồi. Cái này qua đây. Cái này quả này. Calculation thì còn cái này nữa. 3 cái. Bên đây. Full crash. Ủa gì? Là cái này luôn mà. Calculation first. Vãi. Ê. Enrichment chamber. Để anh coi mình làm cái này. Cái hộp này, cái hộp này thì phải có cái này được sàn ra. Nhưng còn một hộp nữa. Này với cát. Cát đâu? Một cái hả? Đây. Dạ, để bên đây. Cái chạy tăng tốc. Tăng tốc được không? Được. Đây. Full crystal calculation first. Đây. Dạ để đây. Đây. Đây và cái. Đây. Xong rồi mình cần một cái crafting table. Bằng đá như mình nhớ có nhiều lắm. Mình cất đâu rồi? Kệ đi, cái đá mới là. Đây. À, cái này. Cót. Class đây và glowstone với lại cái gì đó. Đây stone với lại sắt. Nó sắt à? Glowstone, sắt với glowstone không? Sắt đây. Glowstone đây. Đây, đây, và lại đây. Đó, ok. Đây. Đó. Mà chưa có bỏ đồ vô được. Chỗ gì em đi ra thì nó chưa có cái gì hết. Ok, và tập này đến đây là kết thúc nhé. Hẹn gặp lại các bạn tập sau nhé. Nhớ like và subscribe cho mình nhé. Đây là hệ thống Mimi cơ bản. Ok, tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Bye bye.